Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái nội dung được một bạn gửi cho mình và muốn là mình làm theo cái video đó. Vì bạn ấy xem bạn ấy không hiểu. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể xóa được cái bóng của nó trên khuôn mặt của cô gái này nhá. Đầu tiên là các bạn hãy sử dụng cho mình cái công cụ là Lasso Tool, phím tắt là L. Các bạn hãy zoom to lên, A này, lăn bi con chuột tiến lên phía trước đó để chúng ta sẽ zoom to. Sau đó các bạn khoanh vùng nó vào. Đến đây thì các bạn hãy ấn cho mình cái phím là Shift F6 nhé các bạn nhé, là Feather Selection. Hoặc các bạn cũng có thể vào cho mình cái phần Select này, Modify, vào cho mình cái phần Feather, Shift F6. Ở đây thì cái phần thông số Feather các bạn hãy để cho mình là 10 pixel. Chúng ta mà tăng cái ánh sáng của nó lên thì nó sẽ không bị cắt ở các cái đường biên. Những cái phần xung quanh này các bạn này nó sẽ mượt mà hơn. Ấn OK giúp mình. Vào cho mình về cái phần Adjustment này, chọn cho mình cái lệnh Cubes. Ở đây thì hãy đặt con chuột trái vào một điểm bên góc, sau đó các bạn tăng sáng của nó lên. Mục đích của chúng ta khi mà tăng sáng lên là để khi chúng ta hòa trộn giữa cái màu gốc và một cái màu mã màu mới, nó ra một cái mã màu trung gian, cái da của chúng ta nó sẽ không bị phân biệt so với các cái vùng da bên cạnh. Đó là lý do mà chúng ta sử dụng cái lệnh Cubes này các bạn nhé. Rồi sau đó là các bạn hãy ấn cho mình cái phím là Ctrl Alt Shift E. Rồi, mình sẽ để ở trên này là layer 1. Đó. Tiếp đến là các bạn hãy vào cho mình cái công cụ là Mix Brush Tool. Đây là cái công cụ chính để chúng ta giống như là cắt cái phần da bình thường thay vào cái vùng da mà đang bị bóng ở trên mặt đó. Thì trước khi làm bước này thì các bạn hãy nháy phải chuột này. Các bạn nhớ nhá, chọn cho mình cái nét cọ thứ 3 này này. Đó, cho nó mềm mại một chút. Và để cho mình ở đây thông số khoảng là 10 thôi. Cái kinh nghiệm của mình để làm được thành công cái việc này đó chính là các bạn cần phải chọn cái nét cọ nhỏ, sau đó ấn phím Alt để chúng ta giống như là lấy cái phần da gốc đó, kích chuột trái vào, ấn Alt và kích chuột trái vào màn hình. Và các bạn sẽ nhìn lên đây, đây là cái phần mà chúng ta sẽ quan tâm nhé. Nhớ nha các bạn nhé, các bạn không được chọn vào hai cái biểu tượng cọ ở bên này đâu. Các bạn phải để ở cái chế độ là không có cái vùng chọn nào ở đây hết. Sau đó là click chuột trái vào đây. Đến đây thì các bạn hãy chọn cho mình cái phần là Current Layer nhé. Nếu như nó đang để ở một cái tùy chọn khác thì các bạn phải cho nó về cái Current Layer. Sau đó là ấn OK. Các cái thông số khác thì mình cứ để nguyên, mình không có thay đổi gì cả. Đó, mình zoom to lên này, ấn A này, lấy cho mình cái mã màu ở cái vùng da sáng gần nhất, click chuột trái để lấy mã màu đây. Sau đó là các bạn hãy nháy phải, tăng cái size của nó lên, tăng lên chút nữa. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha. Nháy phải cho nhỏ xuống. Các bạn nhớ giúp mình này, các bạn không bao giờ được lấy cái phần nét cọ nó bị chườm vào những cái vùng khác. Ví dụ da thì cái độ lớn của cái nét cọ nó chỉ ở nằm cái vùng da bên đó thôi, chứ không được chạm vào lông mày hoặc một cái vị trí màu khác nhá. Nó sẽ làm cho cái da của các bạn sau khi chỉnh nó sẽ bị lem bẩn đó, tại vì nó không đồng màu mà. Tiếp đến này, ấn phím A này, đặt vào một cái điểm ở bên cạnh cái vùng mà chúng ta muốn tẩy, rồi nhả ra, sau đó chúng ta tiếp tục bôi. Đó. Rồi, đến đây, tiếp tục này các bạn này, ấn phím Alt ở phía bên cạnh, mình sẽ lấy cái điểm này, sau đó mình sẽ bôi tiếp tục. Ấn Alt này, ấn phím A này cho nét cọ lớn hơn. A này, mình cho nhỏ cái nét này xuống. Bắt đầu là ấn phím A này, bôi. Ấn phím A ở giữa này, bôi tiếp tục. Đó. Ấn A. Tiếp tục này, ấn phím A, kích chuột trái này. Ah.
Ấn An này. Ấn An này, nháy phải này, cho to lên. Chúng ta sẽ là lại một lần nữa nhé, cho nó đều màu da. Rồi, và đây là kết quả của chúng ta. Còn đây là cái ảnh gốc, đây là ảnh gốc các bạn nhé. Đây là sau khi đã tăng cái keyword này, và cuối cùng là chỉnh sửa của chúng ta sau khi mà đã hoàn thiện. Rồi, và nội dung của mình cũng chỉ như vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Và các bạn hãy nhớ là ủng hộ cả kênh Olin Design của chúng mình nhé. Tới bên mình sẽ up một số những cái video liên quan đến tư duy thiết kế và các cái kinh nghiệm làm dự án. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ bên mình. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.